Kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa ở vài nơi. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam, sau đó cường độ ổn định và suy yếu dần. Vào khoảng chiều tối và đêm ngày 1 tháng 12, không khí lạnh sẽ tăng cường yếu trở lại và có khả năng được tăng cường mạnh trong chiều tối và đêm ngày 3 tháng 12. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên, với trường gió Đông Bắc đến Đông chủ yếu có cường độ trung bình. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Các tỉnh miền Bắc bao trùm bởi mưa và gió rét do tác động của đợt không khí lạnh mới tăng cường. Nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ giảm từ 5 đến 7 độ C, có nơi giảm tới 10 độ. Sang ngày hôm nay thì tại Bắc Bộ trời vẫn nhiều mây, có lúc có mưa và mưa rào, cả miền Bắc trời rét, một vài nơi ở vùng núi có rét đậm. Tiếp tục nằm sâu trong khối khí lạnh tăng cường, nên ngày hôm nay thủ đô Hà Nội vẫn bị bao trùm bởi cái rét, nền nhiệt ban ngày có tăng song không đáng kể và duy trì ở mức từ 16 cho đến 22 độ, với độ ẩm là khoảng 95%. Đối với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ như là Quảng Ninh, Hải Phòng, do chịu ảnh hưởng tương tác của không khí lạnh gây mưa dông, nên 1 đến 2 ngày qua thời tiết không thuận lợi lắm cho các hoạt động sinh hoạt. Sang ngày hôm nay, khi mà khối không khí lạnh bao phủ toàn miền Bắc, thì thời tiết tại thành phố Hải Phòng lại chuyển lạnh hơn. Ngày hôm nay, tại trung tâm của thành phố, nhiệt độ dao động trong mức từ 15 cho đến 23 độ, với độ ẩm xấp xỉ là khoảng 95%. Đợt rét lần này tuy được đánh giá là có cường độ trung bình, nhưng với cái lạnh từ 14 đến 15 độ, thì người dân của thành phố do chưa quen với tiết trời rét lạnh đầu đông, nên mỗi khi có gió ùa qua, người đi đường lại co ro trong cái giá rét. Dự kiến trong những ngày tới, tiết trời rét tại khu vực thành phố sẽ còn duy trì và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Ngày hôm nay, các tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn sẽ có mưa do không khí lạnh tiếp tục gây ảnh hưởng, tuy nhiên thì cường độ mưa sẽ giảm dần. Đối với khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ, từ Đà Nẵng trở vào, nhờ địa hình đèo Hải Vân chắn gió nên không bị ảnh hưởng xấu của đợt không khí lạnh lần này. Tại khu vực thành phố Đà Nẵng, trời hầu như không mưa và nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 24 cho đến 32 độ, với độ ẩm trong không khí từ 60 đến 65%. Thuận lợi cho các hoạt động trong ngày. Xu hướng trong vài ba ngày tới, thời tiết của khu vực thành phố không có sự thay đổi gì nhiều. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh trời đang khá là nhiều mây với dạng mây mặn hoạt động. Do vậy, trong ngày hôm nay, thời tiết nhìn chung là không có mưa, thuận lợi cho các phương tiện giao thông di chuyển. Nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất là khoảng 34 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ, đặc biệt là trên các xa lộ, và thấp nhất về đêm là khoảng 24 độ, với độ ẩm trong không khí là 55%. Đến chiều tối và đêm nay, mây có xu hướng phát triển nhiều hơn, tuy nhiên thì mưa ít có khả năng xuất hiện. Riêng khu vực huyện Cần Giờ, do nằm ở ven biển nên thời tiết bớt nóng bức hơn vùng nội thành. Mặc dù thời tiết ít mưa nhưng trong tuần này, thành phố sẽ bước vào đợt chiều cường mới với đỉnh chiều đạt ở mức cao, khả năng sẽ gây ngập vào sáng sớm và chiều tối kéo dài cho tới tận cuối tuần. Do vậy mà quý vị nên hết sức lưu ý để có kế hoạch chủ động đối phó với đợt chiều cường lần này, đặc biệt là với những hộ dân đang trong kỳ trồng hoa, dưỡng cây đón Tết Nguyên đán. Theo nhận định giai đoạn hiện nay cũng như trong 1 đến 2 ngày tới thì thành phố Cần Thơ chủ yếu nằm ở rìa phía nam của khối không khí lạnh với trường gió đông bắc đến đông. Do đó mà độ ẩm trong không khí không nhiều và mây không có điều kiện thuận lợi để phát triển. Vì vậy mà mưa sẽ chỉ diễn ra ở một vài nơi với cường độ nhỏ. Riêng ở bán đảo Cà Mau và dọc vùng ven biển phía Tây, mưa dông cục bộ vẫn còn xảy ra chủ yếu về chiều. Vào sáng sớm thì các tỉnh miền Tây một số nơi có sương mù nhẹ làm cho tầm nhìn giảm. Tuy nhiên thì sương mù này cũng sẽ tan nhanh khi nắng lên. Ngày hôm nay, tại nội thành của thành phố Cần Thơ, nhiệt độ trong ngày tiếp tục duy trì mức khá cao và phổ biến từ 25 cho đến 33 độ, với độ ẩm khoảng 55-60%. Một số khu vực có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên, thời điểm đêm và sáng, do khối không khí lạnh phía Bắc gây một phần ảnh hưởng khiến cho thời tiết tại khu vực có phần hơi se se lạnh. Sự khác biệt của chế độ thời tiết trong giai đoạn này cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân thành phố. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng ngày 28 tháng 11 của kênh VTC14. Chúc quý vị có một ngày làm việc mới thật hiệu quả. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!